thịt bánh. Bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. Sáng nay mình đi ngang trên đường Trần Quốc Toản ở đây thuộc quận 3 đó các bạn. Mình thấy ở đây có một cái tiệm bánh ướt nhìn cũng rất là khang trang, sạch đẹp. Khách ngồi ăn tại chỗ cũng nhiều và khách đến mua đi cũng nhiều. Đặc biệt ở đây chỉ bán bánh ướt, không bán bánh cuốn. Mình thấy cũng khá là hấp dẫn. Cho nên mình quyết định vào đây mình ăn, rồi mình sẽ quay review quán ở đây cho các bạn cùng xem. Mình rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn nha. Trần Quốc Toản quận 3 đó các bạn. Đó, nhìn cái quán cũng khá lớn ha. Buổi sáng bán bánh ướt, buổi chiều bán bún mọc. Đậu xe cũng khá là thoải mái. Rồi ngồi ăn ở trong. Cái tủ bán thì mình thấy dễ tiếp cận ha. Dạ chào chị ạ. Dạ chào anh. Ở đây mình buổi sáng mình bán chỉ một cái món bánh ướt thôi hả chị? Dạ. Có bán bánh cuốn không chị? Dạ không. Thôi. Nhưng mà mình thấy một món thôi nhưng mà rất dạ. Đắt khách luôn. Dạ. Chị cắt như nè. Đây là chả gì? Dạ, chả chiên anh. Chả chiên hả? Dạ. Bên đây mình thấy bán số lượng rất nhiều cho bạn, khách cũng khá đông luôn. Dạ. Đây, chả chiên. Chả chiên, còn đây là chả lùa, nem chua. Đây là bánh chiên bánh tôm. Bánh dạ. Tôm hả? Dạ. Rồi hai loại, dạ. Chả chiên, chả lụa, bánh tôm rồi với lại nem vậy ha. Dạ. Là bánh ướt. Dạ. Rồi rau giá. Rau giá. Rồi đây anh, rau giá đây. Đó. Tại đó mình giá này cũng có hấp rồi hả chị ha? Dạ, giá trùng rồi. Rồi cái tỏi phi nè. Dạ, hành nhà tự làm, hành nhà tự làm. Dạ, hành phi hả chị? Dạ, hành phi nhà tự làm. Hai dừa gì? Đây là những cái hũ nước mắm rất to luôn, một cái không cay và một cái cay tùy theo khách chọn, và những cái bịch nước mắm để khách mang về, để mua mang về. Một tô, một cái này bán giống như là lưng lửng nha, giống như cái dĩa mà nó cũng giống cái tô. Một phần vậy là bao nhiêu chị? 35.000 anh, đồng giá hết. Đồng giá 35.000. Bánh tôm, chả lụa, chả quế, rồi nem nữa. Rồi rau giá thì rất là hấp dẫn. Cái món bánh ướt là cái món rất là dễ ăn vào buổi sáng nha các bạn. Ăn sáng nhưng mà thật là các bạn cũng ăn chiều, ăn tối gì cũng được luôn. Đây là bánh tôm nhà tự làm này. Vậy hả chị? Dạ, tự làm hết luôn á? Dạ, nhà tự làm, dạ. Do chà nhà tự làm luôn. Dạ, dạ, dạ. Do chà nhà chị làm luôn, coi như là làm hết luôn. Đó một cái đặc trưng của quán và mình thấy khách cũng rất thích nha. Ăn rất đông và mang mua mang về cũng nhiều nữa. Mình bán đây được bao nhiêu năm rồi chị? Năm rồi. Ở đây? Dạ. 30 năm rồi. Vậy là rất là có tiếng nhưng mà bây giờ mình mới biết. Cái cây chả quế. Chị nói là chị tự làm luôn. Chả rất là nhiều luôn. Đây là chả quế và chả lụa. Và chị ở nhà tự làm. Nhà làm luôn. Làm luôn, chị dạ. Thì đổ luôn. Dạ, đổ luôn. Dạ. Đây. Số lượng rất là nhiều. Dạ, đây. Đó. Dạ. Bán 30 năm hả chị? Dạ. Nhà nhỏ xíu à. Khách đứng chờ mua về cũng khá nhiều các bạn. Buổi chiều bún mọc là chị bán luôn hay bán? Bác cô bán. Dạ, người khác ha. Chị là chỉ phụ trách khâu bánh nước thôi. Dạ. Rồi, bà đi luôn. Mình cũng 35 hết hả chị? Dạ, 35 hết. Đây. Dạ chị cho mình hỏi thăm là chị bán ở đây buổi sáng từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Dạ, 6 giờ tới 10 giờ 15. À. Dạ, em về
đặc biệt nha, 6 giờ sáng bán tới 10 giờ 15. Tại sao lại là 15? Dạ, mãi thì chú ơi, nó tới giờ đó là em phải về trôi để đi mọc ra. Mọi người đều làm rất là tất bật nha, tại vì lượng khách rất là đông. Rồi làm một cục công nén luôn. Một cục công nén luôn. Dạ, tôm nhà tự làm đây. Tôm lúc này được lên rất là nhiều luôn. Chị tự làm luôn. Dạ. Làm hết luôn, không cho ai làm luôn. Không cho mau vào chị. Dạ. À, bánh nước này lúc nào mình cũng hấp cho nó nóng hết chị ha. Dạ, lúc nào em hụt nhà đó. À, để sẵn cái bếp nè, lúc nào cũng nóng nha các bạn. À, một phần 35 ngàn thôi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thành tự làm. Dạ. Chị tự làm chị khoe hoài á? Dạ, tự làm, tự em tự phi đây, đó. Thành tự phi. Cái màu khá là đẹp nha các bạn. Dạ. Đó, đây là hai đầy đủ đặc biệt này, làm 50 này. Đặc biệt, người ta kêu đặc biệt. Đặc biệt 50 á? Dạ, đặc biệt 50. Đây, thịt chả đồ nhiều. Hai hộp. Dạ, buộc lên chưa? 50 là ăn phê luôn á. Dạ. Nó đây cuộc đời luôn. Dạ. Xong rồi 10 anh ăn gì cho... Không, mà chú em ăn em quay luôn mà. Dạ, dạ. Em sẽ quay lúc em ngồi em ăn luôn. Dạ, dạ. Như nào kêu ở làm nha. Dạ. Để em sắp xếp máy, em quay hai máy rồi. Dạ. Rồi. Lên chưa? Sorry. Đây đủ quán ạ, đây đủ 50 cũng phải cho luôn. Đấy. Đấy nhiều bạn. Thấy không? 50 bộ. Đây đủ 50 không luôn lại cho luôn một hôm. Rồi trong nhà có gì ở đây đủ. Rồi nó thêm nữa. Hộp 50 luôn. Dạ, 50. Rất nhiều thịt chả luôn. Dạ, đây. À, khách mua chả không, người bán ký chị có bán không? Dạ có, một ký là 3.2 anh. Chả lụa, chả quế. Dạ, chả lụa, chả chiên luôn. Giống dạ. Giống nhau à? Dạ, giống nhau. À, chả chiên nha các bạn. Chả chiên đây này, chả chiên này. Nem chua nhà tự làm. Gì? Tự làm luôn. Dạ, nhà tự làm. Gì cũng làm hết trơn kìa. Tự làm hết luôn. Đây. Đây là quán, chưa là quán tự làm nha các bạn. Dạ, quán tự làm luôn. Cái gì cũng tự làm hết. Đây. Cái nem chua khách ăn nếu mua cây là bao nhiêu? 13 ngàn. À, 13 dạ, ngàn. Dạ. Nếu một phần bánh nước là... Nửa cây. Nửa cây hả chị? Dạ. Một nguyên cây là 13 ngàn. Dạ. Đây, nguyên cây về là 13 ngàn. Đó. 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 À, một cây nem cắt đôi, mỗi một phần bánh trứng sẽ dạ. Có một nửa cây như vậy hả chị ha? Dạ. À, lúc này thịt chả rồi bánh tôm được bày ra khá là đầy đặn luôn các bạn. À, tự làm hết luôn và số lượng rất lớn. Mình thấy người ta hay bán bánh ướt, bánh cuốn chung mà con. Ở đây mình chỉ bán một món. Em bán cho em, bán không kịp. À, bán không kịp luôn hả? Là tại vì bánh cuốn mình phải cuốn hơi lâu. Lùa nem này đâu? 50. Rồi, lùa nem này đâu? Thích ăn phần 50 nhiều quá. 50 là rất lớn luôn á, thịt chả rồi nhiều á. Đây, 50. Đó. Khách này ăn rất mạnh đó. Dạ, khách này là khách đặc biệt đó. Đó, đặc biệt lên bên tôm là em làm là ai cũng khen hết đó. Đó, bên tôm nhà làm luôn.
Có ai phụ chị không? Dạ, thi từ sáng bán gia đình á. Em làm thôi chứ có ai phụ hết. Dạ. Đây 35 hả? Dạ, 35. 35 là tôi phải dễ thông thường. Dạ. Dạ, 35 ngàn. Dạ. Em về đó, em về đây đó. Ở trên bàn thì mình thấy lúc nào cũng có cái hũ nước mắm và cái ớt xay, các bạn nhìn rất là tươi luôn. Từ sáng đến giờ thì mình thấy lúc nào khách đến cũng đông và khách đứng mua mang đi cũng khá là nhiều đó các bạn. Quán này bán rất đắt, bán được 30 năm rồi, cho nên cái lượng khách hàng quen biết rất là nhiều luôn. Chả chiên của quán tự làm luôn. Lúc này những cái bánh tôm mới vừa chiên xong các bạn, đem lên còn nóng hổi và giòn rụm luôn các bạn, khá nhiều à. Ở ngoài là gì vậy cứng? Quán bánh ướt 43 nằm trên đường Quốc Tỏ, nhưng mà nó ngay cái đường Quỳnh Tịnh Của luôn các bạn, ngay cái ngã ba luôn đó, nằm ở đây đó. Quán bánh ướt là 43, địa chỉ cũng là số 43 đường Trần Quốc Tỏ, ở đây thuộc phường 8 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh luôn đó các bạn. Ở đây là giá 35.000 nha các bạn. Nhưng mà nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Chả thịt ở nhà tự làm hết và bán cũng được 30 năm. Ở trên bàn cũng có một cái bình nước mắm mà. Rồi cái hũ ớt xay để mình tự pha. Thì mình cũng làm rồi nè, một chén nước mắm mà bỏ ớt ớt xay vào. Nước mắm mà ăn bánh cuốn bánh ướt, nước mắm rất là lạc các bạn. Nước mắm cũng lạc mà bỏ ớt xay thì cũng hơi cay ha. Cái dĩa bánh ướt ở đây được trình bày cũng khá là hấp dẫn. Ở đây không có bán bánh cuốn nha các bạn, chỉ bánh ướt thôi. Rồi bánh ướt nè, rau giá nè, chả lụa, chả chiên, rồi bánh tôm, rồi có một cái phần nữa, cái cây nem nữa, rồi rắc hành phi lên, cái màu rất là hấp dẫn luôn. Một phần như vậy là 35.000 nha các bạn. Mình sẽ chan vào đây nước mắm. Mình bỏ miếng ớt hơi nhiều cho nên thấy nó hơi cay, cay nhiều. Nước mắm nó không có mặn nhiều, nước mắm lạc cho nên mình chan cũng hơi thoải mái nha. Rồi, mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Đầu tiên là ăn miếng bánh ướt đã chan nước mắm. Cái giá thì cũng đã được trụng chín và mềm các bạn. Đây là cái miếng chả lụa. Có kèm những cái miếng hành phi trong này các bạn, cho nên rất là thơm. Bánh nước thì được làm từ bột gạo các bạn, có cái lượng tinh bột nhiều, mình ăn kèm với rau giá sẽ đỡ được cái độ ngậy. Nhất là mình ăn chả các bạn, các loại chả đều có cái vị béo béo, mình ăn kèm rau thì nó đỡ ngậy. Được chủ quán mời cái ly sữa đậu nành, rất là hiếu khách ha. Cái này là miếng chả chiên, ở nhà cũng tự làm luôn chứ không có mua ở ngoài á. Chả cũng rất ngon, cái vị chị nêm hơi đậm chút xíu và nó vị thơm và nó béo béo. Miếng chả ở đây, chả lụa và chả chiên chị đều cắt cũng thấy khá là dày và to. Và đây là cái phần nem. Bánh nước thì luôn luôn lúc nào cũng có kèm cái nem chua các bạn.
Đây là nửa cây ở quán chị cắt ra nè, một phần là nửa cây. Cái nem chua của chị làm nó chua vừa tới các bạn, cho nên nó ăn cũng rất là dễ chịu á. Mình rất là kỹ ăn chua các bạn, nhưng mà chua quá là mình chịu không nổi. Cái nem này nó cũng chua chua vừa tới thôi. Đây là những cái bánh tôm chiên này ở chủ quán tự làm luôn, tự chiên luôn. Cái bánh tôm chiên này nó bùi và nó có độ giòn nữa. Trong đây nó bùi và nó có đậu nữa, rồi có vị tôm. Quán bánh ướt 43, có thể gọi là một cái quán tự làm luôn. Có nghĩa là mình quay chị giới thiệu là cái gì cũng tự làm, bánh ướt, rồi chả quế, chả chiên, rồi bánh tôm, nem luôn. Rồi giới thiệu là đậu nành, đậu xanh gì là nước giải khát nhà tự làm luôn. Nhưng cũng khá là ngon và được kiểm chứng qua, mình thấy lượng khách rất là đông. Ăn tại chỗ cũng đông và đứng ở phía trước quán để mua mang về cũng khá là đông luôn các bạn. Bán đã 30 năm rồi, khách quen sẽ rất là nhiều. Vừa dùng xong dĩa bánh nước ở đây, giá 35.000 ở quán bánh nước 43 đường Trần Quốc Toản. Quán đây có thể gọi là quán tự làm luôn, cái gì cũng tự làm hết, ở nhà làm hết từ A tới Z luôn. Và cái sảnh, cái chỗ quán ăn uống cũng khá là đẹp và nhìn rất là sạch sẽ, và đồ ăn thì cũng rất là chất lượng. Các bạn có thể có dịp đi ngang đường Trần Quốc Toản quận 3 ở đó, ở đây là như là phường 8, các bạn có thể ghé đây dùng thử. Các bạn ở xa có thể xem như một nét văn hóa ẩm thực rất là đa dạng ở Sài Gòn nha các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Và mình hẹn các bạn video sau nha. Bye bye.